Những người dị nhân có siêu năng lực như trong phim tồn tại ngoài đời thật. Chào các bạn, hầu hết mọi người trong chúng ta đều yêu thích những bộ phim và hoạt hình về các siêu anh hùng và luôn muốn sở hữu khả năng siêu phàm của người nhện, khỏe như Hulk hay tự phát ra lửa như Mr. Fantastic. Thật không may, chúng ta chỉ là những người bình thường. Chúng ta đi học, đi làm và cuộc sống cứ trôi đi buồn tẻ và nhàm chán như thế đấy. Thực ra thì có một vài người trên trái đất sở hữu những sức mạnh siêu nhiên, sẵn sàng làm bạn bất ngờ. Sau đây, Top Bí ẩn sẽ giới thiệu 10 người thực sự sở hữu năng lực siêu phàm. Hãy bắt đầu nào! Thứ nhất, Lia Thâu Linh, người Nam Châm. Lia Thâu Linh, Malaysia, được coi là người Nam Châm với khả năng hút bất kỳ vật thể kim loại nào, từ dao dĩa bạc đến búa và các đồ kim loại nặng. Khi còn làm chủ thầu xây dựng, ông gặp rất nhiều khó khăn vì các dụng cụ liên tục dính vào cơ thể. Lia Thâu Linh từng kéo chiếc xe nặng 1,5 tấn chỉ với một chiếc đĩa kim loại dính trên người. Ông phát hiện ra khả năng này năm 60 tuổi và các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Malaysia nghiên cứu và kết luận nguyên nhân không phải là từ trường mà do da ông có khả năng hút đặc biệt. Thứ hai, Daniel Browning-Smith, người cao su. Anh Daniel Browning-Smith, người Mỹ có khả năng uống dẻo phi thường. Với cơ thể như không xương của mình, anh đã phá nhiều kỷ lục thế giới. Anh có thể làm bất cứ điều gì, bẻ ngược chân tay tới 180 độ. Khả năng kỳ lạ này của anh là một phần do hội chứng Ehlers-Danlos. Những người mắc hội chứng này da đều co giãn rất tốt và các khớp xương lỏng lẻo. Hội chứng này có thể gây đau và có những tác hại khủng khiếp. Nhưng may mắn, anh Daniel chỉ bị dạng nhẹ. Phần lớn đó chính là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng và đam mê cháy bỏng của anh Daniel dành cho bộ môn uống dẻo. Thứ ba, tự động biến thức ăn thành bia. Những người mắc hội chứng tự động ủ bia có thể khiến nồng độ cồn trong người tăng cao dù chỉ ăn bánh mì hay uống nước ngọt. Nguyên nhân là do phần ruột dưới chứa rất nhiều men bia dùng để chuyển hóa carbon hydrate trong thức ăn thành ethanol. Người bệnh sẽ có tửu lượng cao nhưng kèm đó là nhiều tác hại về sức khỏe. Thứ tư, Thái Ngọc, người không ngủ. Ông Thái Ngọc, 64 tuổi, ngụ tại Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, là một nông dân nổi tiếng vì 44 năm qua không ngủ phút nào. Ông Ngọc cho biết mình bắt đầu mắc chứng mất ngủ trầm trọng kể từ sau trận sốt nặng vào năm 1973. Điều đáng ngạc nhiên là ông Ngọc vẫn rất khỏe, thể lực không hề suy giảm. Ông Ngọc tâm sự, tôi mất ngủ từ trước năm 1975 đến nay nên tôi không có ý niệm ngủ cho khỏe hay thức đêm nhiều sẽ sinh đau ốm. Vì thế tôi cũng không phân biệt ngày, đêm, cứ có việc là tôi làm cho tới khi xong mới nghỉ. Thứ năm, Stephen Whitside, máy ảnh sóng. Hơn 30 năm về trước, một quá phụ da màu ở London đã dẫn con đến trường, trong lòng nặng trĩu, mang trên mình nỗi buồn chồng mất vì tai nạn giao thông và cậu con trai 5 tuổi Stephen mắc chứng tự kỷ. Căn bệnh quái ác này luôn là nguyên nhân chính làm cho các cô, cậu bé khó có thể phát triển bình thường. Người mẹ đáng thương không hề biết rằng cậu con trai của mình sẽ trở thành một hiện tượng của thế giới trong tương lai. Stephen nổi tiếng trên toàn cầu với trí nhớ siêu việt của mình, đến mức đầu óc của cậu được ví như một cái máy ảnh vậy. Chỉ cần nhìn qua những khung cảnh đó một lần, cậu sẽ nhớ rõ đến từng chi tiết, thậm chí vẽ lại ý như thật. Có một lần, Stephen tham gia vào một chuyến du lịch New York trong thời gian 20 phút. Sau đó, trong vòng 3 ngày, một tác phẩm về phong cảnh thành phố đã được hoàn thành, hoàn toàn bằng trí nhớ phi thường của anh. Thứ 6, Isao Machii, dùng kiếm chém đôi đạn. Isao Machii đã giành một số kỷ lục thế giới với khả năng dùng kiếm chém đồ vật cực nhanh và chuẩn xác. Thậm chí, anh từng nhiều lần cắt đôi viên đạn đang bay với tốc độ hơn 560 km/h, nhanh đến mức phải dùng camera tốc độ cao quay chậm lại để chứng minh viên đạn bị kiếm chẻ đôi. Các chuyên gia vô cùng bối rối trước khả năng này của Machii vì viên đạn bay nhanh đến nỗi gần như không thể nhìn thấy. Chưa kể phải đoán đúng hướng đi, vùng kiếm chính xác và chém viên đạn thành hai mảnh. Thứ 7, Wim Hof, người không lạnh. Sở dĩ có cái tên này là vì anh chàng hoàn toàn không sợ cái lạnh một chút nào. Hof chỉ có thể mặc quần sóc và đi vòng vòng trong cái lạnh có thể làm chết người. Đó là câu chuyện của người đàn ông phi thường, người đã 8 lần đạt kỷ lục thế giới về khả năng chịu lạnh. Gọi là kỷ lục thế giới cho vui thôi, chứ ngoài anh ra chả ai khác làm nổi trò này. Các nhà khoa học thật sự rất ngỡ ngàng về những gì người đàn ông bành có thể thực hiện được.
Con người chúng ta hoàn toàn có khả năng thích nghi được với môi trường bên ngoài và thông qua đó để tồn tại. Nhưng mà ngồi thiền trong bể băng gần 2 giờ đồng hồ hay chạy bộ hàng cây số bằng chính đôi chân trần trong tuyết lạnh của Bắc Cực thì không phải là người thường nữa rồi. Trải qua vài đợt kiểm tra trên cơ thể Wim Hof, các nhà phân tích cho rằng anh chàng này có khả năng kiểm soát một số chức năng nào đó của não bộ. Tuy nhiên, đó là chức năng gì và làm thế nào mà anh điều khiển được nó thì tới giờ người ta chịu. Thứ 8, Ben Underwood nhìn bằng tai. Ben Underwood là một chàng trai mù người Mỹ. Các bác sĩ đã loại bỏ cặp mắt của Ben do bệnh ung thư khi cậu mới 3 tuổi. Mặc dù không có mắt, Ben vẫn có thể chơi bóng rổ, đạp xe và sinh hoạt như một người bình thường nhờ khả năng dùng âm thanh để xác định vị trí của các vật thể xung quanh. Các chuyên gia cho biết khả năng định vị bằng âm thanh của Ben đạt đến mức đỉnh cao, ngang với tốc độ nhảy âm thanh của loài cá heo. Thứ 9, Michel Lotito, anh cả thế giới. Michel Lotito sinh năm 1950 là một nghệ sĩ người Pháp mang biệt danh Ngài ăn mọi thứ vì ông có thể nhai ngấu nghiến kim loại, thủy tinh, cao su, xe đạp, tivi. Thậm chí, Lotito từng ăn máy bay loại nhỏ Cessna 150 trong 2 năm, từ năm 1978 đến năm 1980. Ông bắt đầu ăn đồ vật khi còn nhỏ và biểu diễn trước công chúng năm 1966. Nhờ lớp dạ dày đặc biệt, dày gấp đôi người bình thường, cơ thể ông Lotito không mắc bệnh khi tiêu hóa các vật liệu cứng. Thứ 10, Kevin Richardson sống cùng sư tử. Kevin là nhà động vật học Nam Phi, được biết đến với khả năng ăn ngủ cùng sư tử. Trong nhiều năm trời, Kevin đã từng chăm sóc, ôm ấp và sinh hoạt cùng những chú sư tử. Kevin được mệnh danh là người trò chuyện cùng sư tử khi anh có thể thoải mái bước vào giữa bầy sư tử và chơi đùa với chúng. Richardson hiểu rõ về sư tử và còn học được một số tiếng kêu của loài vật này. Trong suốt thời gian ở Nam Phi, Kevin không chỉ thân thiết với sư tử mà còn kết bạn với linh cẩu, rắn và hươu cao cổ. Anh đã làm nhiều phim tài liệu để tuyên truyền bảo vệ các loài vật này và chứng minh cho mọi người thấy động vật cũng biết yêu thương và kết bạn. Thế giới xung quanh chúng ta luôn chứa đựng những điều kỳ thú đúng không nào? Nếu có cơ hội, các bạn có muốn được gặp trực tiếp với những người như trên không? Hay nếu bạn được sở hữu những siêu năng lực như trên, thì các bạn sẽ chọn loại siêu năng lực nào? Hãy cho Top Bí Ẩn biết nhé! Top Bí Ẩn không quên cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nếu thấy hay thì hãy bấm thích và chia sẻ cho bạn bè cùng xem để có thêm nhiều kiến thức bổ ích và hấp dẫn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!